Vậy là chỉ còn vài ngày nữa, một dịp đại lễ dành cho các cặp đôi yêu nhau sẽ cập bến. Phố xá sẽ tấp nập những cái cảnh những cặp đôi dắt tay nhau đi dạo trên phố trong giai điệu tình tứ. Mấy cái loại mặt hàng như sô-cô-la sẽ nhanh chóng hết veo ở trên các kệ hàng. Khách sạn và nhà nghỉ sẽ cháy phòng các giường đôi. Và các thành FA sẽ hối hả lập dàn cầu mưa diện rộng. Vậy các bạn đã đoán được ra ngày ấy là ngày gì chưa? Đúng rồi đấy, ngày lễ chúng mình muốn nói đến đó chính là đại lễ Valentine. Ngày Valentine chính thống thường được đại chúng gọi là Valentine đỏ, là một trong những ngày lễ tình nhân lớn nhất được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 hàng năm tại Bắc Mỹ, châu Âu và nhiều khu vực chịu ảnh hưởng từ văn hóa tiêu dùng phương Tây nói chung, trong đó có cả Việt Nam. Trong ngày này, người ta sẽ dành tặng cho người mình yêu những món quà thật ý nghĩa để bày tỏ tình cảm, phổ biến nhất là hoa, vật lưu niệm và các loại thực phẩm làm từ sô-cô-la. Đấy là ngày nay thì như thế, nhưng mà ngày xưa thì khác rất nhiều. Có vô số sự thật thú vị liên quan đến lịch sử của ngày lễ này mà chắc hẳn là nhiều người chưa biết tới. Vậy hãy cùng chúng mình tìm hiểu thông qua video Valentine tất tần tật về ngày va lung tung của tác giả Thế Giới Thần Thoại ngay thế nào. Một lịch sử lâu dài. Lễ Valentine có một lịch sử lâu dài với nhiều thay đổi lớn ở trong lịch sử. Ban đầu ngày lễ được ra đời như một sự cạnh tranh với cả thời gian lễ hội giữa tháng 2 của những người ngoại giáo La Mã. Trong văn hóa La Mã, khoảng thời gian giữa tháng 2 là lúc diễn ra lễ hội Lupercalia, nghĩa đen là lễ thanh tẩy. Đúng như tên gọi, vào những ngày này, các nghi thức nhằm mục đích thanh tẩy nơi sinh sống, cầu phúc cho sự sung túc và khả năng sinh sôi của vạn vật, trong đó có cả loài người. Khi công giáo Roma dần trở lên lớn mạnh, giáo hội đã tìm được cách để cắt giảm sức ảnh hưởng của những tôn giáo khác. Đức giáo hoàng Gelasius đệ nhất, giữ ngôi trong giai đoạn từ năm 492 đến năm 496, đã tuyên bố xóa bỏ ngày lễ Lupercalia và tổ chức một lễ thanh tẩy thay thế mang màu sắc công giáo hơn, tiền thân của lễ Valentine về sau. Ghi chép sớm nhất về diễn biến của một lễ Valentine còn được bảo tồn đến hiện nay là sách Bí tích Gelasia, được viết vào thế kỷ thứ 8. Theo đó, ngày lễ Valentine trong giai đoạn này được diễn ra vào ngày 14 tháng 2 hàng năm, tương tự như ngày nay. Dĩ nhiên với vai trò là một nghi lễ được ra đời để cạnh tranh và thay thế với cả lễ Lupercalia, Valentine trong thời kỳ ấy gắn liền với sự hy sinh, cầu phúc cho mọi người nói chung chứ không liên quan gì đến tình yêu lãng mạn. Cho đến thế kỷ thứ 14 và 15, yếu tố lãng mạn được bắt đầu thêm vào lễ hội Valentine. Bằng chứng cho sự thay đổi này là bài thơ Nghị hội của đám đông, được viết vào năm 1382 của nhà thơ người Anh Geoffrey Chaucer. Vào thế kỷ thứ 19, phong tục ngày lễ tình nhân, gửi thiệp chúc mừng được gọi là ngày lễ tình nhân, tặng bánh kẹo và tặng hoa được phát triển ở nước Anh. Vào đầu thời kỳ hiện đại và lan rộng ra các vùng lãnh thổ nói tiếng Anh, đến cuối thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ thứ 21, phong tục này lan sang các quốc gia khác trong khối phương Tây. Kể từ nửa sau của thế kỷ thứ 21, ngày Valentine trở thành một ngày lễ không chính thức phổ biến trên toàn thế giới. 2. Thánh Valentine, người đàn ông đã chết để có thể tặng sô-cô-la cho người yêu của mình. Như đã giới thiệu ở trên, nguồn gốc ban đầu của lễ Valentine là một ngày lễ kỷ niệm vinh danh Thánh Valentine, vị linh mục công giáo đã tử đạo. Thế nhưng bạn có biết, Valentine rất có thể là không phải chỉ là một người. Theo sách Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo thì trong lịch sử đã có nhiều vị thánh tử vì đạo của công giáo tên là Valentine. Tuy nhiên là cũng theo sách này, những thánh Valentine được vinh danh vào ngày 14 tháng 2 được biết đến chỉ có một số người mà thôi. Nổi tiếng nhất trong số đó là Valentine xứ Terni và Valentine thành Roma. Valentine thứ Terni là một linh mục sống ở Rome trong giai đoạn đầu của lịch sử công giáo. Ông đã trở thành giám mục của Inter Ramna, hiện nay là Terni, vào khoảng năm 197 và được cho là đã tử vì đạo trong một cuộc đàn áp dưới thời của hoàng đế Aurelianus. Di hài của ông hiện nay được đặt tại vương cung thánh đường thánh Valentine ở Terni. Còn Valentine thành Rome là một linh mục sống ở Rome trong giai đoạn đầu của lịch sử công giáo. Người đã chịu tử vì đạo vào khoảng năm 269 và được chôn cất trên con đường Via Flaminia. Ông cũng được chôn cất trên đường Via Flaminia nhưng ở một vị trí khác so với cả Valentine xứ Terni. Di hài của ông hiện nay được đặt tại nhà thờ của Thánh Proxus tại Rome và nhà thờ Whitefriars dòng Cát Minh ở Dublin, Ireland. Có một truyền thuyết liên quan đến vị thánh này như sau. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 3, dưới thời hoàng đế La Mã Claudius đệ nhị, đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không hề được dân chúng ủng hộ. Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius đệ nhị cho rằng nguyên nhân là do đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay là người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm đàn ông yếu mềm. Do đó Claudius ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc là lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến. Linh mục Valentine ở thành Rome cũng đã cùng thánh Marius thực hiện nhiều hành động chống lại các sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh.
trong đó có việc tiếp tục cử hành lễ cưới cho các cặp đôi vợ chồng trẻ một cách bí mật. Khi bị phát hiện, Linh Mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng cách kéo lê và bị ném đá cho đến chết. Trong các phiên bản được kể phổ biến vào thời kỳ cận đại, vào buổi chiều trước khi ra pháp trường, Thánh Valentine đã gửi tấm thiệp Valentine đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius. Người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó. Tương truyền, tấm thiệp đó ghi dòng chữ Dal Vostro Valentino, from your Valentine, từ Valentine của nàng. Tuy nhiên, đây là một tình tiết thêm thắt khá muộn vào truyền thuyết, nên là độ xác thực không cao. Có khả năng là những người sáng tạo ra phiên bản này đã cố gắng gán ghép ý nghĩa của lễ Valentine hiện đại cho câu chuyện, nhằm tăng cái tính xuyên suốt của giá trị ngày lễ trong lịch sử. Ngoài ra, sách bách khoa toàn thư công giáo cũng đã ghi nhận về một vị thánh thứ ba có tên là Valentine đã được đề cập đến trong danh sách những người tử vì đạo trong ngày 14 tháng 2. Theo đó, sách cho biết vị này đã chịu tử vì đạo ở châu Phi với một số đồng đạo, nhưng ngoài ra thì không còn thông tin nào khác. Do không quá nổi tiếng, nên khi nhắc đến ngày lễ Valentine, người ta thường chỉ nghĩ tới một trong hai thánh Valentine kể trên thay vì vị này. Ngày nay, người ta hầu như chỉ còn nhớ tới Valentine như là một ngày lễ có nguồn gốc từ lễ vinh danh thánh Valentine mà thôi, chứ không còn phân biệt rõ ràng giữa Valentine này với cả Valentine kia nữa. Thậm chí là các nhà nghiên cứu mới đây còn đặt ra giả thuyết rằng thực ra là hai vị thánh Valentine kia là cùng một người, do sự sai khác nhau trong những nguồn ghi chép mà đã được ghi nhận thành hai người khác nhau. Nếu giả thuyết này là đúng thì thật thần kỳ khi ngày nay cả hai phiên bản này đã cùng được hợp nhất trong văn hóa đại chúng. Web, vậy ra chúng ta hay gọi vui là ngày lễ va lung tung có phần đúng đấy nhỉ. 3. Sô-cô-la và lễ Valentine. Nếu bạn chiều chuộng một ai đó đặc biệt trong ngày lễ tình nhân thì gần như không thể sai với cả một hộp sô-cô-la. Nhưng mà đã bao giờ bạn tự hỏi là làm thế nào mà món quà ngọt ngào này lại gắn liền với cả ngày lễ lãng mạn nhất ở trong năm chưa? Tiền thân của sô-cô-la là chế phẩm từ quả cacao, xuất hiện đầu tiên ở những bộ lạc cổ ở Trung Mỹ khi những người này bắt đầu định cư tại Tân Thế Giới. Các nhà khoa học ước tính hơn 3.400 năm về trước, người châu Mỹ đã bắt đầu tiêu thụ những thực phẩm này. Ban đầu, những người dân bản địa sử dụng hạt cacao này như một loại đồ uống. Thuật ngữ chocolate bắt nguồn từ cái gọi chocolate trong ngôn ngữ Nahuatl của người Aztec, nghĩa là nước đắng. Dĩ nhiên là thứ thức uống ấy đơn giản, nó có vị đắng như tên gọi của nó và không hấp dẫn như là sô-cô-la ngày nay. Trong khi người Maya và Aztec cổ tin rằng cacao là loại quả đến từ thiên đường, là món quà của con người nhận được từ thần rắn lông vũ, thì những người châu Âu lại xem đây là một món hời béo bở. Christopher Columbus là người châu Âu đầu tiên phát hiện ra loại cây này vào năm 1502, nhưng nó đã nhanh chóng bị quên lãng ngay sau khi ông đưa được nó về châu Âu. Có lẽ là do quá trình bảo quản không được tốt hoặc là do chế biến không chuẩn. Mãi cho đến năm 1521, cây cacao đầu tiên mới được biết đến rộng rãi hơn nhờ những khai phá châu Mỹ của người Tây Ban Nha. Những món ăn được chế biến từ hạt cacao theo phong cách phương Tây, thêm đường và mật ong và các phụ gia khác để giảm độ đắng, tăng độ béo và vị ngọt, đã nhanh chóng chinh phục được trái tim của những người dân ở các khu định cư. Thực dân Tây Ban Nha sau khi nhận ra được giá trị vô cùng to lớn của hạt cacao đã tìm cách độc quyền thương mại mặt hàng này. Cho tới thế kỷ thứ 17, Tây Ban Nha đã trở thành một trong những trung tâm của cacao tại châu Âu. Mãi đến hơn một thế kỷ sau, Francesco Calesti đã đến Trung Mỹ và mang cacao về Ý. Bí mật này sau đó đã được Tây Ban Nha chia sẻ với Pháp sau một đám cưới hoàng tộc. Rồi từ đó huyền thoại về hạt cacao nhanh chóng được lan truyền đến các nước như là Hà Lan, Anh, Đức và trở thành một loại đồ uống đắt tiền thống trị giới châu Âu, chỉ dành cho giới thượng lưu và hoàng tộc. Dĩ nhiên sau này, khi xã hội phát triển hơn thì những mặt hàng thực phẩm đóng vai trò xa xỉ phẩm trước kia cũng dần trở nên mất giá. Dù vậy, chúng vẫn giữ trong mình được những ý nghĩa cao quý trước kia nếu được sử dụng một cách đúng thời điểm, đúng người, đúng hoàn cảnh, và sô-cô-la là một loại mặt hàng như thế. Khoảng cuối thế kỷ thứ 19, các dân buôn sô-cô-la đã thực hiện một chiến dịch quảng cáo về ý nghĩa to lớn của sô-cô-la vào dịp Valentine. Năm 1861, một nhà sản xuất kẹo người Anh tên là Richard Cadbury đã nghĩ đến việc bán sô-cô-la vào ngày Valentine. Ông này cho rằng việc đóng gói chúng trong những chiếc hộp hình trái tim được trang trí bằng hoa hồng và thần Cupid vốn đã là biểu tượng của sự lãng mạn phổ biến trong xã hội thời Victoria. Chiến dịch này đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người tiêu dùng, và do đó, một truyền thống ngày Valentine mới đã ra đời. Valentine đã gắn liền với cả sô-cô-la kể từ khi ấy và về sau này như thế. Như vậy, có thể nói Valentine là một ngày lễ vô cùng ý nghĩa và hết sức đặc biệt. Nhân dịp này, Spider Room chúng mình chúc các bạn nào mà đang có người yêu thì sẽ có một ngày Valentine thật đặc biệt bên cạnh người mà bạn yêu thương. Hãy để ngày Valentine chứng nhận cho tình cảm của bạn dành cho người ấy nhá. Còn những ai mà đang ế thì có thể đi chơi với mình. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!